Tình hình dịch COVID-19 tính đến trưa 4 tháng 3. Ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc giảm liên tiếp trong 3 ngày. 8% thành viên Quốc hội Iran dương tính với COVID-19. Báo sao China Morning Post SCMP dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Ngân hàng cho, biết tính đến 13 giờ 38 phút ngày 4 tháng 3. Tổng số ca tử vong trên toàn cầu. Vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới COVID-19 gây ra là 3.201, tổng số ca nhiễm là 92.796. Có 50.691 ca, được chữa khỏi. Tại Trung Quốc, số ca tử vong, và ca nhiễm lần lượt là 2.981 và 80.270. Đến thời điểm hiện tại, có 220 ca tử vong do COVID-19 ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, cụ thể, ý cao nhất với 79 ca, Iran 77 ca. Hàn Quốc 32 ca, Nhật Bản 12 ca, đã tính 6 ca trên tàu du lịch Diamond Princess Nail. Tại nước này, Pháp 4 ca, Tây Ban Nha 1 ca, Mỹ 9 ca, đặc khu Hồng Kông 2 ca, Đài Loan 1 ca, Thái Lan 1 ca, Úc 1 ca, Philippines 1 ca. Riêng, tại Việt Nam. Có 16 phần 16 trường hợp nhiễm COVID-19 được chữa khỏi và không ghi nhận ca nhiễm mới kể từ ngày 13 tháng 2. Ca nhiễm COVID-19 mới ở Trung Quốc giảm liên tiếp trong 3 ngày. Ngân hàng ngày 4 tháng 3 thông báo Trung Quốc ghi nhận thêm 119 ca nhiễm mới và 38 ca tử vong, đánh dấu số ca nhiễm mới giảm liên tiếp trong ngày thứ ba. Trong số các ca nhiễm và ca tử vong mới, tâm dịch Hồ Bắc chiếm 115 ca nhiễm mới và 37 ca tử vong mới, Trung Quốc hiện ghi nhận 80.270 ca nhiễm, 2.981 ca tử vong. Trong khi 49.866 người đã được chữa khỏi và 6.416 người trong tình trạng nguy kịch. Số ca nghi nhiễm ở Trung Quốc cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1. Ở mức 520 ca so với gần 29.000 ca được báo cáo vào đầu tháng 2. Các ca nhiễm mới giảm ở Trung Quốc đại lục, nhưng đang tăng lên nhanh chóng tại nhiều quốc gia như Iran, Ý và Hàn Quốc. Dẫu vậy, giới chức Trung Quốc đang lo ngại về những ca nhiễm là công dân trở về từ nước ngoài, hiện có 13 trường hợp nhiễm COVID-19 là công dân Trung Quốc trở về từ Ý, Iran và Anh. Các thành phố tại Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, phía nam tỉnh Quảng Đông, đã áp dụng các biện pháp kiểm dịch đối với những người từ các quốc gia có dịch trở về. Hàn Quốc, 5.328 ca nhiễm, 32 ca tử vong. Theo hãng tin Reuters, Hàn Quốc ngày 4 tháng 3 thông báo ghi nhận thêm 142 ca nhiễm mới. Nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5.328. Đây là nước số ca nhiễm lớn nhất thế giới ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc KCDC ngày 4, 3 cho biết có thêm 4 ca tử vong. Tại nước này, nâng tổng số người tử vong, tại đây lên 32. Đa số các ca tử vong, tại Hàn Quốc đều là người cao tuổi, và có sẵn vấn đề về sức khỏe từ trước. Khoảng 60% số ca nhiễm đều có liên quan đến nhánh giáo phái tân thiên địa Shincheonji. Tại thành phố Daegu nước này, Hàn Quốc cũng thông báo gói kích thích kinh tế 9,8 tỷ đô la. Để chống dịch COVID-19, và thúc đẩy kinh tế, Dự luật ngân sách bổ sung này sẽ được trình lên quốc hội để phê duyệt vào ngày 5 tháng 3. Nhật Bản, số ca nhiễm đạt mốc 1.000. Đài ngân hàng Ngọc Kỳ dẫn nguồn Bộ Y tế Nhật Bản cho biết ngày 4 tháng 3 nước này ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.000 người, trong số này gồm hơn 700 người trên tàu du lịch Diamond Princess neo ngoài khơi Yokohama. Để cách ly, hiện Nhật Bản đã ghi nhận 12 ca tử vong do COVID-19 trong đó có 6 người liên quan tới du thuyền Diamond Princess. Iran, 8% thành viên quốc hội nhiễm COVID-19. Theo CN Hà nước, tính đến ngày 3 tháng 3, có 23 trong số 290 thành viên quốc hội Iran đã xét nghiệm dương tính với COVID-19, con số này tương đương khoảng 8% thành viên quốc hội Iran nhiễm virus này. Đến nay, Iran ghi nhận 77 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này và hơn 2.300 ca nhiễm, trong đó có các quan chức cấp cao như Thứ trưởng Y tế Irai Harachi, Phó Tổng thống Mazume STK, Cố vấn của Bộ trưởng Tư pháp Mostafa Pomohamadi và 23 nghị sĩ quốc hội. Trong số những ca tử vong, vì COVID-19, tại nước này có ông Say Mohammad Mi Mohammadi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran. Theo một báo cáo của đài bi bán công, Biêu chính thực tế đã có ít nhất 210 người tử vong vì COVID-19 tại Iran, tuy nhiên, Bộ Y tế Iran đã bác thông tin này. Cũng theo bi bán công, biêu chính Iran tạm thời thả 54.000 tù nhân nhằm ngăn virus COVID-19 lây lan. Bộ Tư pháp Iran cho biết Bộ Y tế sẽ giám sát chặt chẽ việc trả tự do cho các tù nhân này. Số tù nhân này sẽ trở lại nhà tù sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Đừng im lặng! hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại